Bà rõ gì? Bà rõ đi chú. Mỗi buổi sáng bà lão này phải đi bộ hàng chục cây số để bán hết 5 cái rổ tre này. Và số tiền lời đủ để bà đông gạo ăn qua ngày. Và để làm ra 5 cái rổ này, bà phải thức liên tục 4 ngày 4 đêm để làm ra chúng. Và nơi bà ở chỉ là một căn nhà sắp sập. Hôm nay nhóm của mình đến quyết định sẽ xây dựng cho bà một căn nhà mới đầy ấm áp hơn. Phía ngoại thăm ngoại á. Mày nấu cơm chưa? Nấu rồi. Nấu đặt đặt nấu để mưa giọt. Để mưa nó giọt. Nó không có được á. Thấy không? À, nhớ để thằng nhỏ kia nó bằng nhà cái dư miếng tên á. Dạ. Hồi để cô dư miếng tên các con đem qua con bà gót tới đây cho bà. Thằng quay làm rổ rồi, rổ đựng cá hả? Ờ, rổ rửa cá vậy đó. Dạ. Mới bán hả rồi, ngồi đi cưng. Dạ, dạ. Để ngồi đại với bà. Rồi ngoại, ngoại ở đây, ngoại ở với ai? Dạ, được mình nè. Một mình à? Một mình một hả? Không có ai hết. Vậy đó. Chứ đi về tính tắm rửa đặng ăn chén cơm ngồi đây mà banh ra đây mà phải chiều luôn á. Lật đật nấu ba cơm hả? Có một mình ngoài ở đây thôi. Một mình thôi, không ai hết á. Ở chỗ này với còn đa trên này. Cái nhà này nhà của thằng em. Nhà của thằng em mà nhưng mà cũng xuống cấp. Ở sập chết luôn á. Sập hết trơn rồi. Rồi cái nó ở cái đất của nó đựng công đất. Dạ. Công đất của nó dạ. Ở dưới lộ đá rồi cái nó cất cái chòi. Nó nuôi đâu bò con mẹ con à, với à. Con dê à, coi như xuống dưới ở để chăn nuôi à, còn cái dạ. Này là đâu có đất đâu mà nuôi cưng dạ. Thì nó thôi ở giờ nó về với mình mấy năm 20 năm rồi nó thôi chị có ở đó chị ở à. Tôi nóng là quá tôi ở xuống đây tôi ở rồi thí dụ như giờ mà mày muốn sửa nhà này lại được không được chứ trời ơi giờ hen giờ á à, mà cũng như á thì nói như vậy là cứ nghe nè giờ có tiền á thì gì sửa hết cái nóc này cũng được ăn nhiều mà ở nhiêu còn bằng không á là có đất á đổ lên cao vậy mưa đựng tràn lên là cũng được nữa ước nó vậy thôi còn nếu mà bằng hết cái nóc này á trời ơi là cuộc đời nó huy hoàng vậy ha? Hả à, đó vậy giờ tụi con hơi. Sửa lại cho ngoại ha à còn bằng không à thì cái đất. Đổ lót nền lên cho ngoại luôn đổ đất cũng được đổ đất miếng mưa đừng tràn vô được rồi chứ đổ làm sạch sẽ cho ngoại luôn à chứ là nha nữa là không có tiền á à. Nhưng mà nữa tôi con dẹp này nha trời, dẹp chứ dẹp chứ không để này nha trời ơi dẹp hết trơn luôn trời ơi này cứ rồi dắt bên đây xây lên được không ta cho không cho chứ đất nhà mình xây không xây thì lấy cái này xuống dần lên đổ nền đó trời ơi vì tính là đổ đất lên là dẹp hết trơn ạ dẹp một ngày luôn á kêu mấy nhỏ đó nó xuống lại nó dẹp hết trơn luôn đặng đổ đất mà đổ đất dạ. À, vậy đó bây giờ á hả nếu mà xây thì còn có tiền xây cũng tốt mà bọp lên này thì nó cũng ngon ngoài đây ngoài có xài điện không có nó có vô điện hai kìa ngoài thích nấu nồi cơm điện không thích chứ vậy con mua cho ngoại ăn cái nha à, nó nhỏ nha mình ngoại ăn đúng không ừ. Chứ đừng nói là bự á dạ nó bự thổi chứ bự chẳng nấu có đâu cỡ sao nấu dạ đúng rồi ờ một nồi đủ ăn thôi có điện dạ à, lật đật nấu à, cơm rồi để nấu ăn sớm ơi chiều có hát củ mì đúng không á củ mì với ăn hôm nay ngoài ăn gì gì mà ước sao có tiền gì đổ cái nồi cho nước đựng ngoài tràn vô thôi dạ à, còn như có tiền thì mà lọt tên hết thì nó cũng ngon ha còn không có mình không có tiền mình tính là mình đổ đất ra ngoài cho nước cứ đựng chạy vô dạ. Cho mình ngồi mình mần cái cưng dạ. Chứ không gì đó gì giờ ức như giờ ăn nhiều quá nhiêu giờ giờ cài cả rồi nói vậy đó cỡ 30 thôi à, vậy đó vậy giờ ức vậy đó củ mì là 30 á à. Tại vì dắt này là mình ăn với ăn được cái dắt à, này là khỏi cái đó ăn gan là vậy cái mình đây thôi nè làm cửa nẻo đàng hoàng à, luôn đó cái cửa mày đoạt ra mày coi đó rồi sao cưng biết không rồi cái gì dừng hết cái nhưng đó mà đây xây xây đi ha xây gạch đi lốt rồi này chứ cũng ừ. Nếu lốt gạch ấy á lốt gạch xấu xấu rồi chứ hồi lốt ngoài sân á dạ ờ còn bằng không thì sư tráng cái nồi đổ nồi nước đựng tràn vô thôi nước là bị ngập trời mưa là ngoại ơi, bị ơi. Ngập đúng không lần cái đây mà ước mơ của ngoại là ngoại muốn sửa căn nhà lại ước mơ muốn sửa lại mà như không có tiền mà bây giờ đó là ước làm sao mà cho mình có tiền đổ cái nồi thôi khỏi mà cái này cũng được là hai là hai cái món đó phải có một món mới được phải có một là sữa hai nữa là đổ cái này đó cho nước đừng cái tràn lên thôi dạ à, vậy đó thưa cô chú anh chị hồi nãy giờ thì cũng ngồi có, đây đi cưng ngồi đi hỏi qua với ngoại thì ước mơ của ngoại á ngồi thì đi. Trong hai phải chọn là, một ừ trong hai chọn một ngồi đi mà chuyện hơi đâu đứng hai cái phải có một cái mới à, được nhưng mà á. Giờ thì không có tiền
muốn mặn lắm trời đó coi ha. Làm đêm suy nghĩ thì trời ơi làm sao cái ước gì mình mua vé số trúng mày chừng dài có 40-50 triệu mà dưới cái nhà. Ước như vậy có mua đâu trúng, nói bậy vậy chứ. Làm thế nhưng ngoại biết làm cái nhà này bao nhiêu tiền không? Không, đó giờ đâu có biết mặn nhiêu đâu. Không biết. Dạ. Mà coi như là gì ước nói như là có tiền lộ cái này xuống hết. Hen. Thay mấy cây rụng thai này hết. Dạ đúng rồi, làm thì phải thay bỏ này hết đó ngoại, bỏ. Nếu như có tiền thì xây, không tiền lộ cái này xuống dần thôi đây nè. Mà nhìn khổ xây gạch là cái ước mơ của gì nha. Còn bằng hai nữa đó là đổ cái nền lên, nước nó đừng có tràn vô không. Trời ơi vô này đúng rồi nha, chứ một tháng mưa rồi không vô được đó. À nói chung là mưa là ở đây là ngập vậy luôn á. Ngập luôn. Trời ơi lên chứ tới đây nè. Nè, dấu còn nè, thấy không? Làm lên tới là nhà. Lúc đó ngoài làm sao? Lên nhà tên ở đó. Lên nhà của người em ở. Người em ở đỡ. Dạ. Ở đỡ rồi nói thôi giờ chị có ai lên ở mà thôi tôi. Bây giờ lên nó nóng là tôi thôi ăn nhiều lắm. Ta ở đại thế này đi, cái đâu tới. Dạ. Thì bây giờ nếu sửa thì cái này tháo xuống hết đó không? Tôn này thì bà nói là trong đây không có dột. Không. Tôn này không dột. Tôn là không có dột nhưng mà tóc bi á nó chạy chù xuống nè, nó chạy chù xuống đụng này nè. Để cái chỗ mình nấu cơm á. Tróc bi à, tróc bi hết rồi. Cái nó chạy chù xuống thôi chứ còn dột là không có dột nè. Với lại chỗ nó nấu cơm này xét rồi mưa cái nó hủng rổ vậy đó. Dạ. Chứ còn đây là coi như nè, mình đóng đinh nè, cái nó tróc có cái lỗ lỗ nè. Cứ làm thì làm nhà bếp lại luôn. Dạ có làm nhà bếp thì cũng được cũng tốt, còn không làm tôi để vậy tôi nói miệng yêu cầu nước đừng tràn mưa đừng dột là được rồi. Năm ơi. Ơi. Đi đóng tiền điện. Cái này nhiêu tiền, đóng nhiêu cái tiền? Cái này đóng khoảng trăm mấy à. Rồi đóng vậy đó rồi mót máy nè. Đặt cái thùng không là thấy không? Có miếng giấy đồng nguyên không nè. Thấy không? Rồi ra đóng ba đi. Rồi đi ra đóng. Ngồi đây nghỉ đi. Tại hơi đâu mà đứng. Ủa không ai xài không ai ở. Nhiêu cơ? Thôi ra đóng luôn. Nhiêu? Dạ 103. Rồi thôi nó chích rồi. Có đi bán hay nè. Đi bán mới về cái rộng à. Rồi tiền tôi hết bà về trả rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Dạ rồi. Bao quá rồi. Cảm ơn nha. Rồi sáng tháng nào ra hả? Rồi cái nó về nó trả lại cho dạ, cho dạ. Chị Vũ. Chị về lấy lại nha. Ừ. Trời ơi về lấy lại chứ ngu không ai. Rồi dạ dạ. Có cách là vô tiếp cách. Rồi. Con nha. Ơi. Cảm ơn nha. Cái gì mà nghe của tôi hoài vậy? Khoái hả? Vậy là ngoài ăn mưa ngày luôn á. Ăn ngày, rồi ngày mai cái mà hóc cơm trái cà kia ra ăn. Đóng ngày nào ăn về luôn á. Ừ. Đóng 130 là sáng bán còn có nhiêu còn 20 ngàn đấy. Để đó đấy. Ây à, bây giờ mình ăn cái đó là cái này để mai ăn nè. Xuống bếp có thử ý chị. Đó, đi này mời ăn. Ủa là ngoại vô ngoại ăn chay hay là không sao? Có ăn chay. Ngu vậy ăn hết nè. Cái này là đi cái đó kho bếp nhiêu không? 15 ngàn đó, chứ không rẻ đâu cưng. Còn cá còn mắc nữa à cưng. Chứ không phải vậy đó cưng. Vậy là quý rồi đó cưng. Không biết sao mà để nói á. Đó để đó đi. Hồi giờ dậy đi miễn sống ngày nào hay nấy. Ăn giờ ăn nhiều ở hốt nhiêu con ơi. Kệ nó giờ sống ngày nào hay ngày nấy đi. Cho nó mừng vậy á. Chứ mỗi ngày á mà ngoại mày bán rổ á. 3-4 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì bán nó vụ 100 ngày cũng có. Mà một rồi người ta cho thêm trong 120 cũng có. Đó, nhưng chị em thì thấy trời thương mày cho mày 20. Kia cho bà 10 ngàn. Rồi sao không mua thức ăn, đồ ăn mà. Trời ơi, để dành nè, bệnh hoạn với hai nữa gạo thấp đồ ăn. Còn cái bộ gì ăn vậy không này, tính không ăn cơm hả? Ăn gì? Đó, gì tính vậy đó. Rồi tối gì làm gì khổ. Nhưng mà con đó. Nói vậy nè, mua thức ăn, đồ ăn vô. Để á, rồi không ăn, ăn cái này á, rồi mô mốt không có tiền đi bác sĩ đó. Thì
cái đó là, con nói thật á. Cái đó thì con chứ nói á, ngoại đừng có nói mà ngoại để tiền để bệnh hoạn con biết cái bằng đó rồi, nhưng mà tích lũy ra một ít thôi. Biết rồi, nhưng mà ăn vậy ăn nhánh ăn cái này sao mà bệnh hoạn là bác sĩ chữa không được á. Thì ăn vậy không, ngoại ăn vậy không á. Chứ ở đây vòng vòng có mấy đứa nó biết á, ăn vậy không. Đi về là có mua gì đúng ăn rồi đâu. Cái này là con tụi con đến là ngẫu nhiên thôi, không cho hay dạ, không cho hay để bà là chuẩn bị cái này là con biết là sự thật chứ không cần hỏi hỏi giờ, sớm đâu không vậy cần là hỏi sự hay thật chưa? Dạ cái này là tụi con tự ngẫu nhiên đến chứ không báo. Cái đi vô trọng bán cái gì mấy đứa ngồi bán chung á, biết nói sao không, mời mỗi một phòng bụ rước bà về cảnh ở bà đi không đi nó rước tôi đi gì đi không chung chứ tôi đi này kẹo mấy nhỏ nó gẹo giờ mời mỗi một phần bụ xuống chợ bà lên trại nợ đừng có bán thổ nó cực lắm nha trời biết thằng nào nó rước tôi nó gẹo nó cười biết nào rước tôi à, nó rước đi thì tụi cũng nói về cười chứ đi mấy nhỏ mấy cây bắn đậu đầu trai nó con nó gẹo vậy nó đi qua mời mỗi một phần bụ rước bà đi dạ mà đừng có đường nữa nha đừng đi bắn rổ nữa nha. Tại thôi chừng nào nó rớt đi còn giờ mất đi còn hả chưa rớt được bắn rổ. Dạ không biết nói như thế nào về mới nấu được cơm nghe rắc rắc á trời mưa nấu rồi để sợ trời mưa nấu rồi chị cái bao lại lại thấy sao thấy đủ còn đó còn ba chục á ừ còn ba chục ơi vậy đi mình cũng giữ ước là bao nhiêu đó đi ở nếu có thiếu nữa thì xin thêm. Thì hôm nay á thì mấy chị em con xuống đây á là trước thì thăm ngoại, sau nữa thì đi vô huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, xã An Bình Tây là phát nước cho bà con. Nhưng mà tụi con xuống trước thì sẽ nước nó xuống sau. Mà ơi, nhà để tụi nó cho nên nước, là vô nước ngăn, không được, có không có cho tôi á. Tụi con xuống thăm ngoại cho nên là nó mới là không có nước để mang cho ngoại nha. Để rồi tụi con nhờ người nó cháu nó chở xuống cho ngoại. Thì hôm nay thì tụi con xuống đây thì phần tiền của anh Lộc chị Chát gửi cho ngoại là 2 triệu. Dạ ngoại ngoại mua đồ ăn nha. Ngoại mua đồ ăn. Đây. Dạ. Anh Thảo bên Úc. Dạ anh Thảo bên Úc gửi cho bên em Phong là 8 triệu. À, hôm nay tôi, bây giờ là con sẽ trích ra 1 triệu con gửi ngoại. Con tụi con giữ cái phần này để tụi con xin thêm để sửa nhà cho ngoại. Vậy, nha. Vậy là cảm ơn. Dạ giữ phần tiền này của ngoại là 7 triệu nè. À. 7 triệu nè. Dạ trích ra 1 triệu còn là 7 triệu. À. Chị em con giữ lại để sửa cái nhà lại cho ngoại như ước mơ nguyện vọng của ngoại. Ước mơ nguyện vọng lại mà được là cũng mừng, còn không là cũng dài xe đất đổ đây nè, đổ cho nó nước nó đừng có tràn, trời tràn nó cái chỗ thêm nó luôn. Dạ. Thôi chị em luôn. Xin thay mặt bà ngoại bán rổ cảm ơn anh Lộc chị Chát và anh Thảo bên Úc rất nhiều. Vậy dạ, tôi cảm cũng ơn. Cảm ơn hết nha. Cái nó thấy tôi cái nó cười. Ngoại vui không? Vui. Ngoại thấy tôi con xuống ngoại vui không? Vui chứ. Mừng ngoại nghe sửa nhà lại ngoại vui không? Vui chứ. Dạ ăn cơm không được nữa à, mừng á. Cuối đời rồi cô chú anh chị. Chưa được một cái nhà. Mà hôm nay thì sự thật là tụi em xuống tụi em không có báo trước luôn á. Mà cái bữa cơm của bà là như vậy, bữa cơm sáng. Bữa cơm còn sáng. Bữa cơm chiều đây là có bớt đó ngày mai. Ủa ngày mai hả? Cái đó ăn nguyên ngày đó đúng không? Ngày, cái này ngày để mai. Dành tiền để bệnh hoạn, bán rổ để dành tiền để bệnh hoạn có tiền chữa bệnh. Trời ơi. Cái đó là ăn một ngày nay, còn cái này là để ngày mai. Ngày mai ăn cái đó. À ngày mai không có đi chợ. Ngày mai, à, ngày mai không có đi chợ, chưa có đan rổ kịp á cô chú anh chị. Dạ. Cho nên rổ này á là phải mua nguyên liệu. Nguyên liệu về làm. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nguyên liệu về làm mà 2 3 4 ngày mới được 5 cái rổ. 5 cái rổ. Bán 100 ngàn cũng có mà 100 200 300 cũng có, bị gì 200 200 350 để cho thêm mà nghe. Dạ, người ta cho thêm. Là người ta cho thêm. Người ta thấy vậy ta cho thêm. Dạ. Dạ, vậy thôi em xin cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ cho ngoài. Tôi cũng cảm ơn hết trong hết cái trong cái đoạn chị với em hát nha. Dạ. Gửi lại cho ngoại xong gửi lại xong hát nha cưng. Thì mong rằng cô chú anh chị cùng chung tay
không gọi về chị Tưởng nhà Nghĩa ơi để mấy chị em sửa căn nhà cho ngoại lại như trọn niềm ước mơ của ngoại. Dạ. Vậy bây giờ á mừng lắm, nếu mà sửa là mừng lắm. Là hả nếu mà màng quá rồi tôi kêu mấy đứa vòng vòng quanh nó phụ đem nó hết trơn luôn hả. Bây giờ lấy số điện thoại của hàng xóm đi, khi nào mình chuẩn bị xuống mình làm điện trước để dọn. Đúng rồi. Không. Giờ rồi nói dụ như là cái ngày nào á xuống đây là tôi dọn. Đúng rồi, đúng rồi. Tụi con ở xa lắm, xuống đây là cả vấn đề. Nha, con báo để mà dọn hết giùm tụi con xuống đây làm liền, luôn kêu thợ vô làm luôn. Cho ngoại. Dạ.